Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Lâm Sàm Dẫn. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thì sáng nay mình cũng tranh thủ cập nhật cho các bạn nắm cái tình hình giá sàn hiện tại. Thì bữa nay mình thông báo với các bạn là hiện tại thì bên mình tạm tạm ngưng mua ngày hôm nay nha các bạn. Còn ngày mai thì mai mốt thì nếu mà có thông tin gì thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết. Thì bữa nay tạm ngưng mua một bữa. Thì nói chung tình hình chung thì giá sài nó tuột đó các bạn ơi. Thì các bạn cũng nắm rồi. Thì bữa nay mình tạm ngưng cập nhật một ngày nha. Thì cũng thông báo lên cho các bạn biết để các bạn khỏi phải chờ đợi cho mình ra video nha. Thì bữa nay mình tạm ngưng. Còn sẵn bữa nay mình biết giá sì chu, mình cũng cập nhật cho các bạn nắm giá sì chu luôn. Thì giá sì chu hiện tại là cao nha các bạn. Sì xanh thì sáng mình cũng có nghe cái đội bao sì chu vườn nhà mình báo nè. Thì sì xanh bán cũng 27.000 đó các bạn. Nói chung là từ từ 25.000 đổ lên. Sì vàng cao các bạn, sì vàng cao hơn sì xanh nhiều nha. Thì đó là mình nắm được cái giá như vậy thôi, mình chỉ thông báo các bạn cho các bạn biết như vậy thôi chứ nó cũng không có chính xác không nha các bạn. Nói chung tình hình giá sì chu là nó cao. Thì dưa nè các bạn, thì dưa trái bên lớn nè. Trái rất đẹp da mịn. Đó. Đây. Dạ mình thấy không các bạn, mình sợ nhất là ông chích trái bành kia luôn, bự hơn cổ tay mình nữa, nhưng mà phải bao các bạn, không bao thì ruồi nó chích chịu không nổi. Không thì ở video mình đến đây là kết thúc các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì anh em nhà vườn nào cần mua túi bao xoài thì cứ liên hệ trực tiếp mình ha. Thì giá túi bao xoài này rất là rẻ các bạn, thích hợp cho các bạn bao, nhất là mùa nắng nè. Nói chung mùa nắng mùa mưa gì thì xài cũng được các bạn, bao rất là dày, bà con nông dân rất là ok nha. Đó. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.